Tang vật được phát hiện trong một túi đựng rác màu đen cách hiện trường một dãy phố. Dấu vết còn được giữ nguyên, vết máu xác định là của nạn nhân. Tuy nhiên, dấu vân tay trên đó không rõ ràng. Dấu vân tay không phải của Hoàng. Vâng ạ. Bên kỹ thuật hình sự đã kiểm tra hệ thống dữ liệu, nhưng vì dấu vân chưa hoàn chỉnh nên chưa xác định được đối tượng. Như vậy là đối tượng Hoàng vẫn chưa được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Đúng rồi anh ạ. Sau khi phúc tra lại lời khai của các nhân chứng và kiểm tra dữ liệu cam thì xác định trong khoảng thời gian án mạng xảy ra không có ai rời khỏi hiện trường ngoài Hoàng. Dữ liệu cam trong khu vực cũng không xác định được đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện có một vài người của đối tượng Hoàng để lại với lý do giám sát hoạt động của Hà. Không loại trừ khả năng họ ở lại để giúp cho hung thủ thoát thân. Em rất muốn tin anh là anh không làm việc đó. Nhưng cơ quan điều tra họ không tin anh. Tất cả mọi chứng cứ bây giờ đều đang chống lại anh. Em nhờ anh Hùng đi, có khi anh giúp được mình đấy. Nếu như anh không làm thì sao phải lo bị đổ oan? Nhưng em vừa nói, tất cả chứng cứ đang chống lại anh còn gì. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt em và trả lời thành thật với em, anh có làm chuyện kinh khủng đó không? Anh không. Anh có cầm điện thoại của cô ta không? Anh không. Có chắc không? Chắc. Thế khi rời khỏi nhà cô ta, anh có thấy gì bất thường không? Có gặp ai không? Và biểu hiện của cô ta thế nào? Lúc đấy cô ta rất giận vì không đạt được mục đích của mình. Về hung khí thì hiện tại chúng ta chưa tìm được hung khí, cho nên chúng ta cần làm rõ những vết thương trên cơ thể của nạn nhân là do loại hung khí nào gây nên. Mặt khác, hiện trường của vụ án thể hiện cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy phá. Hoàng cũng khai nhận khi rời khỏi nhà Hà thì cửa vẫn mở, nhưng khi nhân chứng đến phát hiện sự việc thì cửa đã khóa. Chị Hà ơi, em đến rồi. Vậy ai là người đã khóa cửa nhà nạn nhân thì cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ. Đây là chi tiết rất quan trọng để xác định đối tượng gây án. Thưa viện trưởng, với những phân tích trên cho thấy căn cứ để xác định Hoàng là người gây án là chưa đảm bảo. Vụ án còn thiếu nhiều nội dung chưa được thu thập để làm sáng tỏ. Việc thiếu chứng cứ quan trọng như vậy nhưng cơ quan điều tra vẫn đề nghị phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam thì tôi thấy là có phần hơi nóng vội và thiếu thận trọng. Cho dù là 10 năm, 20 năm, thậm chí là sau này khi già đi sang thế giới bên kia, anh sẽ vẫn ôm em. Chào hai anh. Anh có phải là Phạm Đức Hoàng? Anh Hoàng bị bắt rồi. Thế sao lại thế? Cô ta bị chết rồi. Giữa hai người đã có mâu thuẫn. Thằng Hoàng nó là người tốt, nó không thể làm cái điều kinh khủng như vậy được. Lời của bọn cháu, danh dự và trách nhiệm là vô cùng quan trọng. Và mày tin ông Hoàng? Anh là thằng khốn nạn. Tôi có mặt ở đây là để ngăn cản những việc tồi tệ mà anh làm với cả chị tôi. Anh và cô ta quan hệ với nhau như thế nào? Không xứng đáng làm bố. Mẹ đừng bắt con phải sống giả dối trước mặt bọn trẻ con. Khốn nạn! Nhưng từ giây phút này trở đi, tôi sẽ tự sống bằng tiền mà tôi tự kiếm ra. Cậu có quyết tâm theo bộ này tới cùng không? Lại không giết người.